Sách là cội nguồn của tri thức, đồng thời là người bạn tâm giao của mỗi con người. Trong thời đại bùng nổ của công nghệ số, tinh thần và văn hóa đọc sách càng cần được gìn giữ và phát huy, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Với mục đích đưa sách tiếp cận gần hơn với thanh thiếu niên và nhi đồng, Đoàn Thanh niên phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch đầy ý nghĩa mang tên Tủ sách Kim Đồng. Từ năm 2021, khi thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành của quận Hà Đông thì đã tổ chức lại Tủ sách Kim Đồng chào mừng 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong. Và cũng thông qua kế hoạch đó thì Ban chấp hành đoàn phường Nguyễn Trãi đã xây dựng một tủ sách đầu tiên tại hội trường tổ dân phố 9 nhằm thu hút các em thiếu nhi tham gia đọc và làm theo sách báo. Sau đó nhận được thấy sự hiệu quả của việc xây dựng tủ sách thì Ban chấp hành đoàn phường Nguyễn Trãi đã xây dựng công trình thứ hai, tủ sách Kim Đồng tại hội trường tổ dân phố 2 ngày đây. Và qua đây thì đây cũng chính là công trình để chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Với sứ mệnh đưa trí thức tới từng con ngõ, từng góc phố, tủ sách Kim Đồng tại tổ dân phố 2 được khánh thành và bàn giao đúng vào ngày 1 tháng 6 năm 2022, là món quà đặc biệt cho thanh thiếu niên và nhi đồng ở đây nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Được đầu tư chỉn chu, khang trang với rất nhiều đầu sách lý thú, bổ ích, cùng phòng đọc tiện nghi, Đoàn Thanh niên phường đã tạo ra sân chơi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đọc sách, giải trí, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho các em. Tủ sách này nó cũng rất là nhiều ý nghĩa, là nó cũng có đầy đủ các nội dung, trong đó có sách học, sách đọc này, sách các bài tập này, rồi các truyện tranh cho các cháu đủ mọi lứa tuổi, nên các cháu đến đây được giao lưu và thỏa sức là mình sẽ đọc những cái loại sách mà mình thích. Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt hè bổ ích khác, tủ sách Kim Đồng là điểm đến lý tưởng, nuôi dưỡng những ước mơ và đam mê của trẻ nhỏ. Chưa bao giờ việc tiếp cận với sách lại dễ dàng đến thế. Điều đầu tiên em cảm thấy sau khi thành lập tủ sách đấy là thu hút được rất nhiều các bạn thiếu nhi đến và đọc truyện. Đặc biệt là các bạn tiếp cận được tủ sách và đến sinh hoạt hè rất là đông. Và ngày xưa thì việc tiếp cận với sách và thư viện thì nó rất là khó khăn. Còn bây giờ thì đấy, ngay tại tổ dân phố mình và ngay tại khu mình ở đã có một tủ sách rất là đầy đủ các truyện tranh rồi các loại sách bổ ích. Để từng quyển sách đến được tay các em, cần phải ghi nhận sự quan tâm, những nỗ lực không ngừng nghỉ từ các cán bộ, đoàn viên thanh niên của đoàn phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Trước đây thì có thể chúng tôi cũng đã lên ý tưởng là sẽ vận động xã hội hóa các truyện của các em thiếu nhi tại các trường trên địa bàn phường như trường Nguyễn Trãi cấp 1, cấp 2. Nhưng mà do là tình hình dịch bệnh kéo dài nên là số lượng thời gian các em đi học rất là ngắn. Các em tập trung vào học nên là không thể kêu gọi được sách báo từ các em thiếu nhi. Thì Ban chấp hành đoàn phường đã phải vận động xã hội hóa từ các nguồn khác và từ tổ dân phố để xây dựng được tủ sách có hơn gần 1.000 đầu sách ở đây. Và cũng tuy là sách không được mới hoặc 100% nhưng cũng đã đủ đáp ứng nhu cầu đọc và làm theo sách báo của các em thiếu nhi. Công sức đó đã được đền đáp xứng đáng qua chính tinh thần ham đọc sách của trẻ nhỏ. Không bị mải mê theo các loại hình giải trí thụ động, các em vẫn tìm tòi chủ động đọc, cùng nhau trao đổi và từng bước xây dựng vững chắc vốn tri thức, hiểu biết trong cuộc sống. Khi có cái tủ sách này, em cảm thấy rất vui trong lòng khi mà được biết thêm rất nhiều kiến thức mới. Từ khi có phòng sách, em rất háo hức đến phòng sách vì em được giao lưu với các bạn về nội dung, về ý nghĩa của các cuốn sách. Ở trong tổ dân phố là có một cái tủ sách để các cháu được đến, là nơi giao lưu, học hỏi và có những sự đoàn kết, gắn kết với các cháu trong tổ dân phố. Đấy là một điều mà chúng tôi cũng rất là mong muốn và ao ước từ lâu. Và nay cũng rất là vui mừng nó đã thành hiện thực. Tiếp tục xây dựng các công trình tủ sách thanh niên tại các hội trường tổ dân phố khác. Khi mà những hội trường đã mới được đầu tư, xây mới và có phong đọc chấm thì chúng tôi sẽ xin phép để xây dựng các công trình nhiều hơn và để khuyến khích các em cũng như đọc và làm theo sách báo. Tinh thần yêu mến, trân quý sách dù ở độ tuổi nào cũng rất đáng được hoan nghênh, cổ vũ. Tủ sách Kim Đồng không chỉ nhận được sự ủng hộ từ các em thiếu niên, thiếu nhi, mà còn là niềm mong mỏi của các bậc phụ huynh. Từ đó tạo động lực để có thêm thật nhiều tủ sách Kim Đồng đến với từng con ngõ, từng góc phố.